đầu tiên là mình cảm thấy rất là hạnh phúc, là bởi vì live show Thúy Nga mà mình cái hình của mình là để ở giữa đó, và cho thấy được là nghệ sĩ Thúy Nga rất là ưu ái cho Quốc Thuận. Bây giờ mình cảm thấy là áp lực mình nó càng nặng nề hơn nữa, bởi vì cái hình mình nó nằm ở chính giữa và ngày nằm ngay tâm luôn, người ta nhìn vô ta không biết, ta tưởng đồ live show Quốc Thuận đó. Thôi thì hôm nay chính vì thế mà làm như nó khiến xui hay sao á, là mình là nghệ sĩ bên bên danh hài là đi đầu tiên, xe cấp cứu đi qua luôn kìa hả, cho nên là giống như là khiến hay sao á, cho nên là vui đi sớm hả. Nhìn qua nhìn lại thấy có mấy em gái nhật nguyệt xinh đẹp, đó là càng thêm động lực để coi như ngày hôm nay là cùng với các em sẽ tiếp thêm năng lượng cho nghệ sĩ hài Thúy Nga, và không mong rằng là buổi họp báo ngày hôm nay sẽ thành công trong vòng. Và cái live show cô gái cà tử từ tan, trời ơi tôi hề luôn á, không bao giờ tôi nhớ được cái tên cái live show. Thà tôi để live show Thúy Nga Yamaha đi, mày nhớ cái gì cà tử tan tan gì đó hả. Thôi chúc cho live show của chị Thúy Nga sẽ thành công rực rỡ, và những khán giả bộ điện Thúy Nga từ hơn 10 năm qua sẽ đến với live show này cùng với tất cả các bạn nhỏ sẽ ủng hộ nghệ sĩ Thúy Nga. Lâm Việt xin ngài kính chào toàn thể quý vị. Lâm Việt đang ở trong họp báo của live show Thúy Nga, cô gái tà tựa từ tên, cô gái tà tựa từ tên sẽ diễn ra vào đầu tháng 11 năm 2019. Đây là lần thứ hai Lâm Việt dự live show của Thúy Nga. Cách đây 5 năm, 2015, Thúy Nga về nước tổ chức tại Hà Nội. Em là công quỷ thì Lâm Việt đã tham gia rồi, và lần này đến hẹn lại đến anh em chúng tôi lại có cái duyên lắm để hội tụ trong lần này. Chắc chắn Lâm Việt sẽ ăn một bài, và các đó là các gì Lâm Việt sẽ tập ăn vào lúc mà mở mang anh quý vị. Và cái bài hát của Lâm Việt sẽ là sóc chuỗi những cái câu chuyện, những cái tiểu phẩm, một cái kết bạn, một cái cấu trúc live show từ đầu đến cuối, chứ không phải là từng cái tiểu phẩm rơi không phải là đầu ai, tức là vì một câu chuyện có tâm thế, có mở mang, có thất bại, có kết, có hai, có bi, có sâu lắng, có âm nhạc, có múa, có tất cả mọi loại nghệ thuật trên đó. Và hiện nay Lâm Việt cảm thấy rất là tràn đầy năng lượng. Chúng tôi đang lên lịch tập cùng với đạo diễn Diệp Liên, tất cả các ý kiến và đặc biệt là nhân hàng Thúy Nga. Rất là vui là được mà những cái buổi họp báo của chị Thúy Nga live show được mang tên là cô tái tạc tuổi có tình tên khó đọc quá, rất là khó đọc. Đó, được tổ chức vào ngày 5 tháng 11 tại nhà văn hóa Thanh Niên. Mọi người ơi, live show này quy tụ rất là nhiều nghệ sĩ, cũng các là những viên ngài ở đến đây để ủng hộ live show của chị Nga. Rất mong là mọi người hãy đến và mua vé ào để ủng hộ live show Thúy Nga nha mọi người nha. Xin cảm ơn rất nhiều. Thí dụ mà đây có Thái Lan không em? Có.
đó. Ví dụ một kiều bào Thái Lan mình thích một cái là tất cả các kiều bào như Đông Nam Á, là Đông Timor chẳng hạn, như là Pakistan hay là Brazil, Brunei, Hawaii thì kia nọ tất cả. Nói chung là kiều bào chắc chắn sẽ thích. Đó, mong chờ, nói chung là mong là quý vị khán giả sẽ ủng hộ Live Show Chị Thúy Nga được thành công vang dội nhé. Chào tất cả mọi người, Minh Cường rất vui khi được đồng hành cùng với Live Show của chị Thúy Nga và ngày thành hôm nay là ngày họp báo. Live Show cái mục đích có một cái tên đọc hoài phải đi nói sân khấu thì dữ dội lắm thì mới đọc được, đó là cô gái tà tửa tường đen. Dạ, nội dung ý nghĩa của nó như thế nào thì lát đây chị Thúy Nga sẽ bật mí. Tuy nhiên quý vị hãy nhớ là Live Show sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 5/11/2019 tại nhà văn hóa thanh niên. Tất cả các anh chị em văn nghệ sĩ ai cũng nhớ thuộc nằm lòng cái đoạn đó hết trơn cái đoạn rồi, bởi vì chị Nga gặp lúc nào chị Nga cũng phát động, chị Nga kêu là mọi người hãy nhớ nhớ và quý vị hãy nhớ dùng nha. Nếu như một ai quên là quý vị nhắc nha, 19 giờ ngày 5/11/2019 tại nhà văn hóa thanh niên, Live Show của danh hài Thúy Nga, cô gái tà tửa tường đen như quý vị nha, đừng bao giờ lên nha. Chào mọi người, hiện tại thì Minh Dự và chị Lâm Khánh Phương đang có mặt tại họp báo Live Show cô gái tà tửa tường đen. Chữ tờ không mà tường ten hả? Không có trong từ điển Việt Nam luôn đó. Cô gái tà tửa tường ten của chị Nga. Theo thông báo thì Live Show sẽ diễn ra vào ngày 5/11 tại nhà văn hóa thanh niên quận nhất. Nói đi. Chúc cho Live Show có tiếng Nga tà tửa tường ten 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 tốt đẹp nha. Dạ chào mọi người, nhớ mua vé ủng hộ nha. Chào mọi người, hiện tại thì Minh Dự đã có mặt tại buổi họp báo Live Show của chị Nga. Xin báo tên là có mặt vui nè. Đó, còn vai gì thì dự vực chưa biết tại vì chưa có tập. Nhưng mà với một cái dàn khách mời này, các thầy Minh Dự, Vân Huấn Thị Tài, rồi các cô chú anh chị, thì Minh Dự nghĩ là Live Show rất là hoành tráng và nhiều thú vị. Và quý vị hãy nhanh tay mua vé ủng hộ Live Show chị Thúy Nga rồi. Được diễn ra vào ngày 5/11 tại nhà văn hóa thanh niên nhất nha. Tới ngay để tham dự Live Show cô gái tà tửa